Tất cả các anh em trở lại với trang công nghệ của TLD. Sáng nay có nhận được câu hỏi của bạn độc giả xin mình tư vấn như này. Anh ơi, có thể tư vấn hay giới thiệu cho em một chiếc máy tính đơn giản như này nhé. Thứ nhất, em thích chơi game. Thứ hai, em vẫn dùng những chiếc máy tính này để cắt ghép các đoạn video, chỉnh sửa các video marketing, quảng cáo. Thứ ba, em muốn một chiếc máy mỏng nhẹ. Và thứ tư, em muốn thời lượng pin đạt khoảng 5 đến 7 tiếng. Bởi vì em có tìm hiểu những chiếc máy gaming trên thị trường thì giá đâu đó nó chỉ pin nó khoảng 2-3 giờ thôi. Có chiếc máy nào pin 7 tiếng mới mua. Đấy. Và cái cuối cùng, cái quan trọng nhất của một người làm việc như em, đó là cần một chiếc máy trọng lượng dưới 2kg. Bởi vì thường xuyên em đi công tác và em cần một chiếc máy có thiết kế sang trọng một chút. Đấy. Thế liệu có một chiếc máy nào đáp ứng cái tiêu chuẩn của em hay không? Mà em nói luôn với anh là em cần một chiếc máy hiệu năng cao, mỏng, nhẹ, máy phải vỏ nhôm luôn, nhưng lại không được quá nhiệt. Ôi trời ơi, cái yêu cầu của em nghe sang mồm thế, tìm một chiếc máy như này thì có vẻ là hơi khó đây. Vâng, thưa các bạn, trên bàn của mình đây, đây. Sẽ giới thiệu luôn cho anh em. Chắc chắn rất nhiều anh em nhìn chiếc máy này ra sẽ nhận đây là phiên bản gì ạ? Đây là phiên bản GF63. Đấy nhá. Trong lượng máy chỉ có 1,8kg, máy hoàn toàn lớp vỏ bằng hợp kim nhôm, rất chắc chắn. Và pin có thể trụ được 7 tiếng, kinh không? Đấy, máy có sẵn ổ cứng SD NVMe luôn, 256GB, viền màn hình mỏng Full HD IPS. Giá bán của phiên bản này chưa đến 25 triệu. Đấy, còn nếu mà mới 100% đâu đó sẽ có giá khoảng tầm 27 củ. Còn chiếc máy này thì mình lấy về theo kiểu dạng review. Và khi bắt đầu mình trải nghiệm xong sản phẩm này, mổ xẻ xong nó, mình sẽ bán cho anh em ở mức 25 củ cho chiếc máy này. Bây giờ thì hãy cùng mình khám phá xem chiếc máy này có cái gì mới hay không nhá. Mời các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn đã thấy trên bàn của mình đây, đó là một thiết kế tối giản, nói chung là một thiết kế phẳng bằng hợp kim nhôm. Và bên trên thì mình đang để một cái lớp ni lông chống xước, đây các bạn này. Đó, các bạn sẽ thấy là lớp vỏ bên trong nó là hợp kim nhôm. Và đây là một dạng nhôm xước này, logo đặc trưng của MSI, hình con rồng. Mình sẽ bỏ cái này đi nhá, tạm thời bỏ ra. Các bạn sẽ thấy một màu nhôm của nó sờ vào rất là mát này. Và mình có nhấn thử thì các bạn sẽ thấy là các điểm của nó làm bằng nhôm, nên chính vì thế khá là chắc chắn, nó không bị ọp ẹp. Ở phần bản lề thì các bạn thấy là một chiếc máy siêu mỏng, nhưng các bản lề có thể là nhìn vào đây thì hơi chắc chắn hơn một chút. Xem nào. Đây, các bạn sẽ thấy là mình mở cũng khá mạnh nhưng không bị tình trạng ọp ẹp. Có lẽ là bằng hợp kim nhôm, chính vì thế là những cái phần G này nó sẽ chắc chắn hơn. Còn những phiên bản vỏ nhựa thì có vẻ như không được chắc chắn cho lắm, mà cái phần này rất nhiều phiên bản MSI hay bị bong bản lề. Khuyến cáo các bạn là có một máy, những dòng máy mỏng nhẹ như này, tốt nhất là cứ mở từ từ cho mình như này. Đấy, khá êm các bạn ạ. Và trục bản lề của nó dài như này này. Trong lượng tổng thể của chiếc máy này đó là 1,8kg. Và chiếc máy có một hốc tản nhiệt đằng sau. Không biết là bên trong có hai quạt hay không, thì tí thì mình sẽ mở máy ra kiểm tra. Phiên bản cũ của nó chỉ có một quạt thôi, tản nhiệt hơi nóng các bạn ạ. Phiên bản cũ của phiên bản này thì nó chỉ có một quạt thôi. Tí thì mình sẽ mở máy khám phá xem phiên bản Sebo đời 9 này liệu có trang bị hai quạt hay không. Bên cạnh phải của mình thì các bạn sẽ thấy đây là cái hốc giả loa thôi, nhưng có thể đây là làm kín các bạn ạ, nó chỉ giả thôi, lại không phải thật các bạn nhé. Cổng phone mic được tích hợp giao tiếp đó là 3.5 và được mã vàng này. Hai cổng USB 3.0, đây là USB Type-C, cổng LAN, lỗ khóa của máy này. Mặt trước của nó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đây, nó không phải là thẳng mà nó sẽ hơi nhô ra một chút. Có lẽ là thiết kế như này để làm gì ạ? Để chúng ta mở máy ở đây này. Các bạn sẽ thấy là mở những cái điểm G này, mở máy nó sẽ dễ dàng hơn. Đây, rất là đơn giản. Những cái hốc này thì cũng làm giả thôi, không phải là hốc loa các bạn ạ, mà cũng không phải là hốc tản nhiệt. Thiết kế thì có lẽ là làm như này gân gốt đậm chất cái kiểu dạng như gaming. Các bạn sẽ thấy là bên cạnh trái cũng có một hốc tản nhiệt này, cổng sạc và thêm một cổng USB. Con này thì thiếu đi cổng Thunderbolt 3 các bạn ạ, không có mà chỉ có Type-C thôi các bạn nhé. Đây, bên dưới của máy đây, các bạn sẽ thấy là tản đồng các thứ bên trong này. Thôi bây giờ là mình sẽ mở máy để khám phá luôn nội tạng bên trong của chiếc máy nó như thế nào. Mở luôn ra anh em nhé. Các bạn nhìn vào đây sẽ thấy là những cái khe thoáng này để hút không khí vào này, và tản khí nóng ra đây, tản khí nóng ra đây. Chiếc máy này sẽ có hai luồng khí dẫn ra bên ngoài này, khí nóng này, đây và đây các bạn nhé. Mình đang mở máy ra đây. Hy vọng là phiên bản mới sẽ có hai quạt tản nhiệt để làm mát tốt hơn so với phiên bản một quạt
năm ngoái. Đây là một trong những chiếc máy chơi game có trọng lượng mỏng nhẹ nhất hiện nay, đáp ứng các bạn vừa chơi game vừa làm đồ họa. À đây rồi, đây là cái hốc loa này các bạn này, hai cái hốc loa này. Con này có trang bị công nghệ là Lalomic 3 này các bạn ạ, giả lập âm thanh rất hay trên đây bên này. Các bạn nhớ để ốc đúng vị trí nhé. Tí thì mình chỉ lắp vào được đơn giản hơn, đỡ quên. Các bạn ơi, các bạn chú ý khi mở chiếc máy này ra thì cái phần vỏ của nó bên dưới thì làm hoàn toàn bằng nhựa. Và khi mở mình phải cực kỳ chắc chắn, bởi vì rất dễ gãy cá nha các bạn nhé. Đây này, mình thấy nó gia cố khá mỏng và mình mở cũng rất cẩn thận, mình dùng móng tay mình cạy hoặc các bạn dùng cái banh, nếu mà cạy quen dùng móng tay thì cạy được. Đây các bạn thấy này, nó làm rất là mỏng và cạy không khéo nó vỡ luôn đấy các bạn này. Những điểm gờ này, những cái điểm yếu này, nên các bạn có dùng những chiếc máy này cũng cẩn thận, những cái lan này làm hoàn toàn bằng nhựa rất dễ gãy. Điểm yếu trên cái dòng MSI đây này, các bạn sẽ thấy là nội tạng bên trong của chiếc máy này, máy vẫn trang bị hoàn toàn chỉ có một quạt thôi, có ba ống đồng. Ống đồng này dẫn cho cả màn hình này, hai ống đồng này dẫn cho CPU này. Đây là con CPU các bạn nhé, CPU được dán chết trên bên cả màn hình này. GTX Series 16, ổ cứng SD Kingston 256GB này, hai slot cắm RAM, ổ cứng 2.5 inch 1TB. Chiếc máy này sẽ cho phép chúng ta nâng cấp tối đa đó là 32GB RAM này, ổ cứng SD chuẩn NVMe này, ổ cứng 2.5 inch 1TB này để lưu trữ này. CPU, GPU gắn chết trên bên. Đây là Wi-Fi AC này, loa này, pin. Pin của MSI thì thường lại không có thông số gì cả, chúng ta phải đọc cái thông số của nhà sản xuất. Nhưng quả pin này sẽ trụ được khoảng 7 tiếng là chúng ta làm việc liên tục. Đây là pin set mode các bạn nhé, cáp cắm pin này. Đấy, không biết là một quả tản nhiệt này liệu có đáp ứng tốt không. Các bạn ơi, khi các bạn chú ý là nếu mà lắp thì lắp đằng này vào trước nhá. Đây các bạn thấy này, mình đặt vào đây. Đó, sau đó thì mình bắt đầu mới lắp vào, phải rất cẩn thận các bạn. Đây, cá hết vào. Vâng, thưa các bạn thấy đây là mặt trước của chiếc, đó là GF63TIN9SC. Đây, tên của máy đây các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy là những cái công nghệ nổi bật trên chiếc máy này, GTX 16 này, 1650, dung lượng 4GB này, màn hình tràn viền, Dragon Center, cái này là cái phần mềm chỉnh hiệu năng của chiếc máy các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ thấy này, HDMI này, cái này có ứng dụng game trên store của MSI này, ổ cứng NVMe này, công nghệ giả lập âm thanh Lalomic 3 rất là hay. Phím của MSI thì các bạn sẽ thấy là họ làm thì chả chê được vào đâu rồi. Hành trình phím tốt, các bạn sẽ thấy này, khoảng cách phím rộng to, mình bấm thử này, phím bật nguồn ở đây các bạn nhé. Và mặt tì tay của chiếc máy vẫn bằng hợp kim nhôm các bạn ạ. Đây là phần G để chúng ta mở máy này. Chuột máy là một mặt phẳng nên chúng ta bấm trái phải bình thường các bạn nhé, chuột trái chuột phải. Chuột sẽ hỗ trợ công nghệ cảm ứng đa điểm. Các bạn sẽ thấy là cái barrier viền màn hình rất là mỏng này. Nói chung là việc thu nhỏ kích thước màn hình thì nó giúp chiếc máy mỏng đi, nhẹ đi. Chỉ có 1.8 mà trang bị chip rất mạnh 9750H. Camera được bố trí ở trên này. Phần này thì làm hơi dày một chút các bạn ạ. Phần G của cái màn này hơi dày một chút. Đây, chiếc MSI được bố trí ở giữa này. Camera ở đây các bạn nhé. Đây sẽ có cảm biến của cam và hai cái mic bên cạnh để thu tiếng của chúng ta. Chúng ta có thể dùng gọi điện video qua Facebook hay các phần mềm trình duyệt mà gọi điện bằng video hình ảnh rất là dễ dàng, hoặc có thể quay phim chụp ảnh. Với màn hình 15.6 inch Full HD tấm nền IPS, các bạn thấy là với sức mạnh của chip i7-9750H cộng với cảm hình series 16 này, mức FPS chúng ta nhận được là 36. Và mình rất sợ là những chiếc máy mỏng nhẹ bây giờ thì hiệu năng của chiếc máy nó sẽ không đạt đủ, hoặc có thể là rất ồn, hoặc có thể rất nóng. Nhưng không, các bạn sẽ thấy là chế độ test 3D của mình, nhiệt độ ổn định trung bình chỉ có 61 độ thôi. GPU 61 độ và CPU chỉ có 55 độ, rất mát mẻ luôn.
Hơi tiếc một chút là bên trong máy nó chỉ có một quạt tản nhiệt thôi. Giá như hai quạt thì làm mát là cực kỳ tốt, nhưng mà trên phiên bản nó là GF75 thì nó lại có hai quạt với màn hình 17. Và nhiệt độ của nó thì các bạn sẽ thấy nó cũng sẽ mát như thế này. Êm ru luôn, các bạn nghe thấy mình đặt sát mic nhá. Đấy. Chảo tiếng gì luôn. Nhưng mà các bạn vẫn có thể bật chế độ cobot cao lên để chúng ta chạy ở chế độ quạt cao hơn. Nói chung là nhiệt độ của chiếc máy như này mình thấy nó đạt khá là ok, không quá nóng. Vâng, thưa các bạn, là các bạn sẽ thấy là mình đang test bằng phần mềm, đó là Siemens 15R. Chiếc máy được nâng cấp lên chip đời 9, nó rất là khỏe, 6 lõi 12 luồng và là 12 kích. Các bạn sẽ thấy là điểm số Siemens của nó mình render 3D rất nhanh, lên đến 1142 CB. Theo Intel giới thiệu thì chip này có thể nhanh hơn so với chip đời 8 khoảng 15-20% hiệu năng tùy vào các phần mềm mà các bạn sử dụng. Với cả màn hình lần đầu tiên được nâng cấp lên, đó là series 16-1650 với dung lượng 4GB. Trên một số phiên bản MSI nó còn có cả màn hình 1660 Ti với 6GB GDDR6. Trong khi đó thì 1650 chỉ sử dụng bộ nhớ của nó là GDDR5 các bạn nhé, 4GB. Các bạn chú ý là cả CPU và GPU sẽ không cho phép chúng ta nâng cấp mà nó dán trực tiếp trên main, nên các bạn sẽ phải dùng phần cứng như thế này. Máy sẽ cho phép chúng ta nâng cấp RAM và ổ cứng thôi các bạn ạ. Đây, các bạn sẽ thấy là hiệu năng xử lý 4D của nó này. Đồ họa mô phỏng tương đối tốt trên cả màn hình series 16-1650. Mình đoán điểm số chắc phải tầm trên 100. Đúng rồi các bạn ạ, 118,46 FPS các bạn ạ, một điểm số rất ấn tượng để chúng ta chơi game cũng như làm đồ họa. Các bạn ơi, muốn bật được cái bảng điều khiển MSI Dragon Center này, nó không có phím cứng đâu mà chúng ta phải bật trên thanh công cụ này. Các bạn sẽ thấy là mình bật lên này. Các bạn sẽ thấy là thông số hoạt động của chiếc máy này, CPU này, GPU này, RAM này, ổ cứng này. Đấy. Đây, rất nhiều chế độ các bạn nhá. Quạt này. Đây, các chế độ cobot này, mình sẽ bật thử này. Đó. Cái chế độ này khi để chúng ta làm việc nặng lề hay là chơi game nặng mà muốn chiếc máy làm mát nhanh thì các bạn sẽ chỉnh ở cái này. Đây. Còn bình thường thì sẽ để ở chế độ auto. À, rất nhiều thứ là pin này. Rất nhiều chế độ sạc pin này. Các bạn sẽ thấy nhá, các bạn tự mò nhá. À, rất nhiều thứ này. Tóm lại là ở cái phần mềm này sẽ cho nó nhìn thấy cái thông số hoạt động cái máy của chúng ta. Đây. Chỉnh cái chế độ quạt. Đây. Chỉnh pin. Đây. Đó. Vâng, thưa các bạn, là với ổ cứng SD256GB của Kingston bên trong máy LVMe thì ở đây mình test cái tốc độ đọc của nó khoảng 1,5GB. Chắc có lẽ là tốc độ ghi nó khoảng đạt khoảng 1GB. Nhưng chúng ta sẽ chờ kết quả ngay bây giờ. Nói chung là với ổ cứng LVMe thì nó chạy rất là nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với ổ cứng thông thường các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test một đoạn video 4K đây. Các bạn sẽ thấy là viền màn hình tràn, nên nhìn vào đây chiếc màn hình thì nó cũng sexy hơn. Màn hình đạt tỷ lệ phủ màu 45% LTSC. Nói chung là vừa đủ dùng, vừa đủ nhìn, vừa đủ thấy thôi. Và độ sáng của màn hình đạt xấp xỉ khoảng 280 nit các bạn nhé. Nó không phải là một màn hình xuất sắc nhưng mà đủ để chúng ta chơi game. Thậm chí là các bạn có thể làm đồ họa. Các bạn có thể dùng trong lĩnh vực chỉnh sửa quảng cáo hay là cần một chiếc màn hình nếu mà chuẩn màu thì có lẽ là cái màn hình này vẫn phải cân lại thì mới làm được. Còn với tỷ lệ phủ màu như này thì không được gọi là cao các bạn ạ. Góc nhìn màn hình nó cũng sẽ rộng hơn. Đây. 178 độ. Nói chung là đẹp hơn nhiều so với tấm màn hình TL của thế hệ cũ. Âm thanh của máy thì cũng không phải là quá to. Mình sẽ mở to hết cỡ xem nào. Các bạn sẽ thấy là âm thanh của nó thì cũng không phải quá to mà cũng không phải quá nhỏ. Nói chung là đủ nghe, đủ nhìn, đủ thấy cho chiếc máy này. Với công nghệ Lalomic giả lập âm thanh. Nói chung là nghe được rồi các bạn ạ. Chứ mình không đánh giá quá cao về âm thanh của chiếc máy này. Còn về phần hình ảnh thì cho điểm 8, âm thanh sẽ cho điểm 8 các bạn nhé. Các bạn ơi, các bạn sẽ thấy là điểm ổ cứng của nó này, 1,5GB cho tốc độ đọc và khoảng 900MB cho tốc độ ghi. Nói chung là cũng khá ok cho chiếc ổ cứng như này. Tốc độ như này là mình thấy là cũng khá ok. Nói chung là đỉnh. Đỉnh so với ổ cứng M2 thông thường thôi.
Chứ còn nếu mà ổ cứng tốc độ cao nhất bây giờ có thể lên đến hơn 3GB, như hôm qua các bạn thấy là mình test trên ổ cứng Toshiba Samsung LVMe. Các bạn ơi, đây là phần mềm không thể thiếu đối với các bạn sử dụng trong lĩnh vực đó là edit video, phần mềm Adobe Premiere. Vậy thì mình sẽ thử test tính năng của trên chiếc máy này chạy có nhanh hay không. Thông thường thì bây giờ chúng ta thường chỉnh sửa video sẽ ở mức định dạng đó là 4K. Các bạn sẽ thấy là một đoạn video hơn 1 phút này. Mình sẽ để 4K YouTube các bạn nhé. Đây, 4K này. 2160p, 4K. Và bây giờ chúng ta sẽ thử hiệu năng của chiếc máy này với một đoạn video của nó là hơn 1 phút các bạn nhé. 1, 2, 3. Các bạn bấm cái tab manager này để xem sức mạnh của chúng ta nó xử lý như nào. Máy chúng ta chạy hết bao nhiêu phần trăm. CPU của nó sử dụng có thể turbo lên 4 chấm vừa nãy này. Các bạn sẽ thấy là CPU nó sử dụng hết chỉ có 40 mấy% thôi. Có nghĩa là chưa hết hiệu năng xử lý của chiếc máy này. Cả màn hình này tham gia xử lý này. Ôi chào ôi. Đúng là đến dòng CPU đời 9 mọi thứ nó khác biệt hoàn toàn. Chỉ mất có 41 giây trong một đoạn video hơn 4K. Trong khi đó những chiếc máy thông thường mình thấy là kể cả máy chạm, nó mất cái thời gian xử lý thường trung bình khoảng 2 phút hơn 2 phút. Và bây giờ nó rút ngắn chỉ có 40 mấy giây thôi. Quá nhanh. Nói chung là các bạn muốn tiết kiệm chi phí thì vẫn dùng những dòng máy gaming để chỉnh sửa edit video là hợp lý nhất, rẻ nhất chi phí chúng ta đầu tư. Và bây giờ đó là chơi game. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test tựa game đó là GTA 5. Một cái tựa game offline chơi rất nhiều hiện nay. Đây, các bạn thấy là những hình ảnh 3D của nó rất thật luôn. Mình không ngờ một chiếc máy có trọng lượng mỏng nhẹ mà lại hiệu năng game và làm đồ họa lại tốt được như chiếc máy này. Các bạn thấy là nhiệt độ của nó vẫn rất ấn tượng luôn. CPU thì có lúc cao nhất nó có thể nhảy lên đến 80 độ, còn thông thường nó sẽ ở mức dưới 70 độ, 70 độ hoặc 74 độ, 75 độ. Trong khi đó GPU cực kỳ mát mẻ, ổn định ở mức 67 độ C. Và mức FPS chúng ta nhận được là 69 đến 90. Mình đang cài mức setting cao nhất đấy các bạn ạ. Nói chung là với công nghệ phát triển như vũ bão bây giờ thì một chiếc máy trọng lượng mỏng nhẹ nó thu hẳn. Không ai nghĩ đây là một chiếc máy chúng ta có thể vừa được chơi được game vừa được làm được đồ họa. Mà trọng lượng máy nó chỉ có 1,8kg như chiếc máy này. Còn bình thường thì chúng ta sẽ nghĩ là những chiếc máy game bây giờ nó sẽ cồng kềnh cục mịch. Nhưng xã hội thay đổi, mọi thứ bây giờ công nghệ cũng thay đổi rất là nhanh. Máy game, doanh nhân, mỏng nhẹ, đồ họa chỉ có 1,8kg. Đây các bạn thấy là mình chơi một lúc rồi thì nó rất ổn định như này. Những hình ảnh chuyển động trên màn hình hoàn toàn mượt mà. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để cài những cái tựa game nặng để chúng ta chơi các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi mình trải nghiệm phiên bản đó là GF63 phiên bản 2019 thì đơn giản tớ sẽ nhận định như này. Thứ nhất là về hình thức ở bên ngoài thì chiếc máy nó sẽ không cải tiến gì cả. Nó sẽ giống y hệt với phiên bản 2018. Mà chỉ được nâng cấp ở đây các bạn sẽ thấy đó là CPU đời 9, nó là 9750H. Cộng thêm cả màn hình thì lần đầu tiên thấy một chiếc máy này có cả màn hình series 16 đó là GTX 1650 với dung lượng 4GB. Máy có thiết kế bằng vỏ nhôm và viền màn hình mỏng. Và phiên bản này thì được nâng cấp lên màn hình IPS này các bạn này. Sau khi mình trải nghiệm thì đơn giản là đánh giá như này nhá. Đây là một chiếc máy tính để chơi game, làm đồ họa, mỏng, nhẹ và cơ động, sẽ phù hợp cho các bạn thường xuyên di chuyển. Nếu như các bạn đã nhìn những chiếc máy trên thị trường thì chúng ta sẽ thấy là những chiếc máy chơi game thì trọng lượng của máy thường khoảng 2,5kg, đúng không các bạn? Những chiếc máy này việc được thu nhỏ viền màn hình này. Đó. Và bàn phím của nó sẽ thiếu đi bàn phím phụ, cũng là một cái nhược điểm. Nhưng bù lại chúng ta sẽ có một chiếc máy cơ động, mỏng nhẹ và di chuyển đi lại được. Đấy. Mình cũng hy vọng là phiên bản 2019 sẽ có hai quạt. Như các bạn có thể thấy là khi mình tháo ra thì bên trong máy nó chỉ có một quạt tản nhiệt. Còn ưu điểm của nó thì cũng rất là nhiều. Nếu mà khi mình bắt đầu mình trải nghiệm thực tế qua game thì các bạn sẽ thấy là cái nhiệt độ của game khi chúng ta chơi một lúc lâu. Ví dụ như GTA 5 hôm qua mình trải nghiệm thì nó sẽ có nhiệt độ lên khoảng dưới 80 độ C. Nói chung là dưới 80 độ thì vẫn đảm bảo để chúng ta chơi game. Và cái hiệu năng của nó vẫn đảm bảo đủ. Và khi mình chạy phần mềm full max thì cũng hơi lạ. Một chiếc máy mỏng như này mà full max nó chỉ có nhiệt độ đó là chỉ có 61 độ C thôi. Nó rất là nhẹ. Đó là ưu điểm của máy. Còn với khả năng nâng cấp thì chiếc máy sẽ nâng cấp được RAM nữa. Đó là 32GB RAM cộng thêm ổ cứng SD và thêm ổ cứng 1TB để chúng ta lưu trữ. Sau khi mình trải nghiệm được cái nhược điểm của chiếc máy này, mặc dù là màn hình Full HD IPS nhưng nó chỉ có 45% LTSC thôi. Nói chung là chỉ đủ nhìn đủ thấy thôi. Còn nếu mà các bạn thực sự mà để làm đồ họa chuyên nghiệp mà những cái phần mềm mà yêu cầu chuẩn màu ấy, thì đây là một cái màu của cái màn hình này, tỷ lệ màu như này là vẫn phải sai lệch. Chắc chắn là chúng ta phải cân chỉnh lại thì các bạn mới làm được việc, không thiết kế ra chắc chắn là bị sai. Và thứ ba nữa là mình mở chiếc máy này ra này, phần đế của nó này. Các bạn có thấy là những cái phần đế bên dưới nó lại làm bằng nhựa.
và phần nhựa của nó thì mình thấy khá là mỏng, những cái lan này rất là mỏng này, những cái lan này. Nên các bạn dùng máy cũng phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì chúng ta không may bị va đập nó sẽ vỡ những cái lan này đi, nó gãy đi đó, và cũng có thể là làm điểm yếu của nó bên dưới, mình cảm giác là nó sẽ hơi ổ quẹt. Có lẽ là những chiếc máy tính MSI thì các bạn biết là cái nhược điểm của nó là thường là cái phần build của nó là chưa được chắc, nhưng bù lại chúng ta sẽ có một chiếc máy có cấu hình cao cũng như hiệu năng hoạt động ổn định. Và cái cấu hình như này, nếu mà để so những chiếc máy thông thường trên thị trường thì chiếc máy này có thể rẻ hơn khoảng 1-3 triệu. Và khi mình gặp xuống thì thực tế thì sờ vào những chiếc máy có thiết kế bằng hợp kim nhôm thì nó rất là mát và cái cảm giác nó rất là sang. Nhưng các bạn sẽ thấy là cái nhược điểm này với nhôm xước này, nó rất là dễ bám vân tay, và đặc biệt là những người tay mồ hôi như mình như này thì nó cũng là dễ bám vân tay. Nên các bạn mua chiếc máy này về thì theo như mình thì các bạn lên dán một cái lớp ni lông chống xước vào chiếc máy luôn, nó sẽ vừa là chống bám vân tay và các bạn dùng nó sẽ ổn định hơn. Còn âm thanh của chiếc máy thì mặc dù là mình thấy nó cũng trang bị công nghệ đó là Lalomic, công nghệ giả lập âm thanh, nhưng mà khi nghe thực tế thì âm thanh của chiếc máy này hơi nhỏ. Thì các bạn có thấy là nếu mà phần âm thanh về màn hình thôi nó chỉ đạt được cái điểm 8 thôi, không phải là xuất sắc. Còn cũng thiếu đi cái bản phím phụ thì có lẽ là các bạn chơi game thì sẽ không thích cho lắm, nhưng mà đổi lại là chúng ta sẽ có một chiếc máy cơ động mỏng nhẹ này, khi gặp vào này trọng lượng nó chỉ 1,8 cân thôi đấy. Đây là một trong những chiếc máy chơi game có cấu hình tốt nhất tại thị trường 2019, giá bán cũng tương đối tốt. Chiếc máy này mình sẽ bán cho các bạn ở giá khoảng 24 triệu. Các bạn thấy ngon không ạ? Có ổ cứng SD rồi, màn hình Full HD tràn viền đó. Vâng, thưa các bạn, là những điểm yếu và điểm mạnh mình phân tích của chiếc đó là GF63 Thin 9SC của mình xin đến đây là khép lại. Nếu như các bạn là cân đo đong đếm mà xem video, các bạn thấy phù hợp với các bạn thì các bạn sẽ dinh em nó về. Các bạn sẽ hỏi là quên, các bạn sẽ hỏi là chiếc máy này nên có thể sử dụng những phần mềm gì. Thưa các bạn, là với CPU 9 thì sẽ hỗ trợ đặc biệt là các bạn lập trình cực kỳ tốt, bởi vì CPU nó khỏe mà. Các bạn chạy các ứng dụng giả lập mô phỏng có CPU này cũng cực kỳ ngon. Còn với cam hình GTX 1650 thì đủ để chúng ta chơi những tựa game trả như PUBG này, GTA 5 này, những tựa game khá nặng trên thị trường vẫn có thể chơi được. Còn các phần mềm đồ họa này, các bạn có thể thấy là mình dựng bằng Adobe Premiere, việc máy được trang bị CPU đời 9 và cảm hình đời mới, nó hỗ trợ quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thì hai cái điều này mình thấy là tốt, có điều là chiếc máy này build nó chưa được chắc thôi, mỗi cái đấy là nhược điểm, và màn hình âm thanh hơi nhỏ. Đấy các bạn nhá. Vâng, thưa các bạn, là chương trình giới thiệu, tư vấn và đánh giá phiên bản GF63, phiên bản này của loa Thin 9SC 2019 của mình đến đây là khép lại. Có những chiếc máy nào các bạn cần mổ xẻ, cần đánh giá hay tư vấn thì các bạn cứ đặt các câu hỏi bên dưới. Mình sẽ làm những cái video như này dễ hiểu cho các bạn. Và lúc đó là chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn là chúng ta dùng máy hay không, nó hợp lý các bạn ạ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.